Xin mến chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên cửa hàng có lên sóng cập nhật cho các bác những cái mẫu đẩy bãi và nhiều bác khách hàng thì đặt những cái mẫu này và muốn cửa hàng test lại một đoạn nhạc cho bác. Phải nói là có những con đẩy AP chất nhạc nó quá là chi tiết luôn. Với dòng này thì nó cực là đẹp và đặc biệt là cái chất nhạc của nó từ cái giải bát trung tép của nó rất là đẹp. Và rất là nhiều các khách hàng đã mua những cái dòng sản phẩm này của bên cửa hàng rồi. Và em bán giá tốt nên là các bác ủng hộ rất là nhiều. Hầu như là lên video là các bác chốt hết. Và ngày hôm nay tiếp tục để cập nhật cho các bác một cái mẫu đẩy của thương hiệu AP. Mã của nó là MX500 dòng mạch Class D nhé. Con này thì size thì vừa mọi tủ kệ các bác. Nói chung nó chỉ khoảng sấp xỉ gần 30cm cả tai luôn. Con này thì em đang đánh ở con phía dưới và nó có hai đường vào này, hai đường link. Các bác nhìn ở trên này này, từ những con ốc nó vẫn còn đẹp xuất sắc luôn. Nói chung là con này thì nó đầy đủ các chức độ đánh cho các bác này. Đấy đó, hai đường vào và hai đường link. Nó sẽ đường ra loa của New Trick nhá. Và nguồn là nguồn rời và tất cả đầy đủ tem mã code hết nhá. Con này thì quạt gió êm này, chiến áp thì không bị sậm xoẹt và size gọn. Size này thì ví dụ các bác mà đi làm để đánh những cái dòng loa monitor đấy, con này thì 700W một cây quá nhá. Có thể đánh những dòng côn 100W 40 hoặc là hai cặp bát 30 trên gia đình thì rất nhiều các bác khách hàng đã sử dụng những dòng rồi. Và con này thì cực là bền và lành nhá, cực là bền và lành đấy. Size gọn này thì buổi trưa ngày hôm nay thì em có test nhanh cho các bác và báo cho bác với cái giá con này sẽ là 2.500.000. Giá này thì em báo giá tại cửa hàng nhá, đấy nó sẽ rơi vào khoảng 2.600.000 bao ship. Và bên trong thì linh kiện của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Con này thì tụ là 200V này. Và những cái tụ to của nó như cái lon bia luôn. Tụ cực to luôn. Nguồn con này thì mạch Class D thì nó vừa phải thôi. Và con này thì nó size nó gọn nhưng mà linh kiện thì chi chít các nhá. Đấy, những con MOSFET này các bác nhìn này. Những MOSFET rất là nhiều. MOSFET là cực kỳ khỏe luôn. Các bác không cần phải lăn tăn về cái công suất của nó. Và đặc biệt là chúng ta mà đánh một con đẩy đấy thì có rất là nhiều các loại đẩy khác nhau. Và khi đánh con đẩy thì đánh với từ những cái dòng loa xịn thì nó rất là hay rồi. Và đánh những dòng loa rất là bình thường thôi. Và các bác cũng cảm thấy là em đánh những cái dòng loa rất đơn giản thôi, dòng loa karaoke như B3X15i hay những dòng GD này. Em hay test nhạc cho các bác là đánh hai cặp luôn. Và bác thấy là chất nhạc của nó là em đánh mộc nhá. Em đánh mộc đây. Và nó vẫn rất là hay như thế. Đánh mộc là để kiểm tra về cái chất âm. Đấy, khi mà kết hợp nó đã hay rồi thì khi kết hợp với những cái thiết bị khác thì nó chỉ có lên thôi, nó không có xuống được. Thì cái giá thành của nó thì em đã sale giá rất là tốt cho bác rồi. Và hầu như là em lên mã nào các bác, đặc biệt là cái mã AV này, lên là các bác chốt rất là nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay thì cũng là clip thì em cũng test lại một lần nữa cái chất âm của nó và cũng lên sóng thông báo cho bác là có những cái sản phẩm này nó không có nhiều. Nên là em bán giá tốt là 2.500.000, em bán tay giá tại cửa hàng đó nhá. Nó rơi vào khoảng 2.600.000 bao ship ấy. Thì các bác quan tâm thì có thể tham khảo trên kênh cũng như là gọi điện trực tiếp tới số bên em thiện chí mua hàng. Thì bác gọi số điện thoại là 0396855899 các bác nhé.
Đấy, số này thì cùng số Zalo mà các bác mà người mới xem mà các bác có thể vào xem kênh cũng như là ủng hộ bên cửa hàng những nút like cũng như là đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tất cả những cái sản phẩm của em lên thì em báo giá rất là công khai và quay rất chi tiết cho các bác nhé. Ok, một lần nữa thì em xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.